khẩn. Sáng nay, Hà Nội mở cửa van xả lũ Hồ Đồng Mô, các huyện, thị xã Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ khẩn trương ứng phó. 8 giờ sáng nay ngày 8 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Tích Hà Nội mở 4 cửa van tràn xả lũ hồ thủy lợi Đồng Mô. Mực nước sông Tích tăng thêm 0,2 m, gia tăng nguy cơ ngập lụt vùng hạ du. Trong khi đó, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định trong tháng 8, khu vực Bắc Bộ sẽ có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Để đảm bảo an toàn công trình phòng chống thiên tai, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, công ty thủy lợi sông Tích đề nghị các tổ chức, cá nhân và nhân dân sản xuất, kinh doanh từ hạ lưu tràn Ngải Sơn và dọc hai bên bờ sông Tích các xã, phường thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội và dọc hai bên bờ sông Tích địa bàn các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ và Chương Mỹ, thành phố Hà Nội có biện pháp phòng tránh và chủ động trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, an toàn giao thông khi mực nước sông Tích dâng cao để giảm mức độ thiệt hại xuống tối đa. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện trên kịp thời chỉ đạo, thông báo đến các cơ quan, đơn vị, người dân và phương tiện biết về thông tin vận hành tràn xả lũ hồ Đồng Mô